Chào tất cả các bạn ha, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại kênh mình ha. Nay hàng về các bạn ơi, hàng về chiều mới về tới các bạn. Nãy về cũng lúc mà chưa mưa, mình để ngoài sân á, chuẩn bị quay video, cái bắt đầu mưa tới mình dọn vô nhà luôn rồi. Bây giờ mưa nó ngập luôn rồi. Nghe điện thoại này. Mưa nó ngập ở ngoài, đi ngoài đường luôn kìa các bạn. Để hồi mình ra ngoài mình quay. Thì video này mục đích là quay cho anh em hàng về thôi. Và báo cho anh em cái có về mới thùng đạn Đại Liên nè. Thùng rất là đẹp luôn nha anh em. Đó. Thùng này thì hồi mình sẽ báo giá. Mình sẽ ghi cái giá trên tiêu đề video nha. Ghi cái giá trên tiêu đề video. Ghi trên phần mô tả video nha anh em. Thùng này thùng nhỏ nhất nè. Thùng này thùng 4 lít nha anh em. Đó. Rất là chắc chắn luôn. Cái nào cũng có gòn hết nha anh em. Có gòn bên trong. Nha, rất là đẹp luôn. Đây một loại nha anh em. Đó, giá hồi mình sẽ ghi về thùng này, ghi trên tiêu đề ở dưới phần mô tả. Đây loại thứ hai, cái loại này loại thứ hai, loại này loại chung rồi. Loại thứ hai đây nè, loại thứ hai này là loại 7 lít đây nè. Đó, đẹp cực kỳ luôn nha nè. Cái này có ron cao su hết, là chống nước hết nha nè. Đó. Nè anh em nào có nhu cầu thì nhanh tay nha nè. Bây giờ cứng quá, mình cầm một tay mình quay mình ấy ha, mình không có ấy được. Con số 3 đây nè. Nói chung là hàng này là hàng sức Mỹ, sức châu Âu nha. Rất là chất lượng luôn ha nè. Kích thước nè. Ron cao su nè anh em thấy nè. Này trong bộ phốc phồng ra nha nè. Đó. Đó. Nè. Số lượng thì ít thôi, anh em nào có nhu cầu thì alo. Là loại thứ 3 nè anh em. Loại này là 9 lít, còn tới loại 11 lít đây. Thì một mình sẽ làm video chi tiết về cái con mấy con này nữa, mình sẽ quay nó ấy ha. Mục đích là cái này là chỉ để hàng về thôi. Nắm phụ kéo này lên cái này. Có thùng này thùng bự nè, thùng này trước giờ hiếm nè, hiếm có nè. Ha. Đó. Mình thấy không? Bự nha. Hỏi lên. Thùng này nó có để cái ngàm để em để đồ luôn. Này khi ship hàng để thùng nhỏ vô. Bỏ ra. Mình sẽ nói giá sơ sơ. Dở lên sao ta? Rồi kéo xuống rồi. À dở hai nắp lên. Con này hai nắp hai bên anh em. Đó. Tuyệt vời chưa? Xịn sò chưa? Quá ok luôn nha. Đây nè. Cái này chắc chắn nha. Hai ly mấy vậy đó. À, nắp đó nè. Nắp gòn cao su chà bá luôn nè. Là bao anh em là chống nước nha anh em. Ví dụ như mà anh em mà để với nước mà bị nước vô là em đền một luôn nha. Đó, để với nước đóng nắp lại nước vô một đền một. Đó. Số lượng về cũng khá khá anh em, đường ít đó. Nha, anh nào có nhu cầu thì alo. Giá mình để dưới phần mô tả, anh em coi phần mô tả giùm em ha. Đây nè. Nhiều lắm nha anh em. Nhưng đó. Nhiều hàng đó. À, anh em nào mà có nhu cầu mà về bán lại thì alo em luôn nha. Rồi, thì video này đơn giản nhẹ nhàng vậy thôi em. Nè anh em, nhờ ngay cái nhà mình là nước nè, nước là thành sông luôn. Ha. Mưa con xíu nãy em để ngoài đường định quay cho anh em coi hàng về khinh xuống các kiểu mà mưa. Nè. Giờ nó thành sông luôn rồi. Ha. Mấy xe nâng thì mình giải phóng được rồi, mai mình giao con xe nâng này nữa là cái như hết mấy xe nâng xăng luôn rồi. Ha. Là 3-4 con xe nâng xăng hết rồi đó. Còn hàng của anh em đặt thì mình đã gói hết rồi, xíu việc theo xuống nó chở ha. Đó. Hôm ba này giao tiện giao đồ nè, cuốc chim rìu bía búa rìu nè. Là anh em đặt bữa thứ 6 thứ 7 gì đó, giờ là đã giao hết rồi. Thì mấy thùng đạn đó thì mình sẽ làm video review và mình sẽ test cho anh em nước nôi đồ các kiểu ha. Đó, nước nôi để xuống nước đồ cho anh em coi cái phần đó. Giá thì mình để trên giá kích thước của các loại thùng mình sẽ để trên video nha. Rồi ok, chào tạm biệt anh em ha. Chúc anh em một ngày đầu tuần thật là nhiều thành công nha.